Xin chào anh em, nay mới về con Alex bình xăng, xe máy đi im mà giá tốt quá, up lên cho anh em có nhu cầu luôn. Mới chạy đi chợ về mua mồi chuẩn bị nhậu. Này cá cá xanh xương, cái này cá phai, anh em biết cá phai không? Cái này mực trứng, rau, rồi làm lẩu canh chua nhậu nha. Chua xã Nghệ chạy thấy em quá, làm clip là quay lên cho anh em coi. Có 12 năm rồi nha mấy anh. Máy này có 2.500.000 thôi, biển số 5 con luôn, là biển số cũng gánh cũng được ha, 3676. Máy này phép coi thì thấy đầu có rớt vậy mà, cái miếng còn mới mới đó, buổi sau khó dòm quá. Thì nói chung là giá tiền này nó rớt cho nó rớt cái mà, miễn giờ nó ngon mình đi nó không bị hư được ha. Ở xách cho dùm đi, hết luôn đi. $12.500 nha mày, cho một chiếc tay ga đi chợ búa đồ hết ý nha. Càng còi gì đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Rồi vậy đi, anh em có cần thêm hình ảnh hay video gì thì cứ liên hệ số điện thoại để phần mô tả nha. Chứ hồi nãy thấy đi chợ chạy về máy rất là ngon, giá quá rẻ mà, 2.500.000 mà. Rồi xin chào anh em, cảm ơn anh em đã xem clip, xin chào.